Không phải giới thiệu họ là cái gì trong đó, mọi người trong đó là cái gì. Ta nhìn thấy gì biết gì đâu. I'm not either. Còn để, phải để thẳng xuống lại nha. Để mình bỏ xuống, nó không có gọi là gì, nó thơm miếng thịt á. Đó, bây giờ bỏ bơ vô nè. Tại không có bỏ bơ trước đó là nó chảy nước ra đó, thì cái thịt mình nó không có thơm, nó không có cái mùi khét á. Tại bơ nó sẽ ra thành nước. Nên mình phải bỏ bơ sau là để cho nó áo cái thịt mình nó không có bị khô thịt với lại nó thơm. Xong rồi bây giờ mình xào hành nha. Hành mình cũng xào với bơ đó, nó thơm á. Cho nó đậm đà nó ngon. Taco and burrito, but it's our version. Yeah, so it's kind of like whatever, like, so you have like the tortillas, the ground beef, the onions and stuff, yeah, but you put other stuff in and like random stuff, you know, then that's not really special. Okay, then today you cook, right? I'll help, I'm not cooking. No, you cook. No, Kim cook, mommy, hey? Today Kim cook, mommy no, the helper. No, mommy helps. Mommy cook, I help. À, có rau quế, basil. Củ hành, cilantro là ngò. Củ hành là gì? Nói cho ba biết. Để anh nhìn thôi. Nói cho anh ta biết. Rồi avocado là bơ. Cà chua. Con bên mẹ bên cắt cái củ cho mẹ. Tomato hả? Rồi cucumber, dưa leo. Cucumber đó, dưa leo. Ok. Rồi cái này thì mình mua mình khỏi làm. Cái sốt của nó. Làm món taco burrito. Burrito. Nhưng mà thì cái trong đây á hình như là nó có ớt nè. Dưa ớt leo xay. Ớt loại này nè. Rồi chút xíu nó xay ra đó rồi nó có màu nó vậy đó. Nó chua đó, gọi là ớt chua với ngò. Mình mua nó làm sẵn cho tiện không có công. Nó có bán chai. Thì cái này á, cái đó màu xanh thì cái này màu đỏ thôi, không gì hết. Giống như ớt xanh đất đỏ vậy. Mình khác nhau một chút. Rồi, cái gì nữa đây? Thịt bò hả? Beef không? Rau beef không? Bò. Thịt bò xay. Rồi cái gì đây? Bắp. Bắp mà cái loại mà sweet corn nó bắp mà ngọt á, mà không phải là có đường nha, loại bắp nó ngọt tự nhiên á. Đây nè, cái hũ này nè. Làm đồ ăn. Rồi. Có ai đó không? Đậu. Không dao đâu rồi, em cắt rồi. Đậu này nó nấu sẵn rồi. Ở trong này nó có giống như là chút xíu thịt heo, pork and then đậu and tomato sauce, có nghĩa là sốt cà chua. Mặn ngọt đầy đủ. Cái này cũng đậu thôi. Cái này, này đậu đỏ đó. Người Việt mình ít ăn lắm, nhưng mà nay mua thì cho có bỏ vô. Rồi, nó nè, cần có chè ớt này. Chè mới nè. Chè ớt này. Này cay. Rồi gì nữa? Ớt này cay lắm. Nó có cái này nè, vừa cay vừa chua. Ai thích ăn rồi không? Tobacco hả? Ừ. Ok, cũng là ớt luôn á, không mà là gì nó đâu. Nó có chua, cái này ít chua không? Rồi khoan. Cái này là cà chua ớt. Nè. Tỏi, nó làm đủ gia vị hết. Đây, mấy cái này nó bán sẵn trong cái hũ nè, mình cứ ra mua thôi. Muốn ăn cay, ăn ít cay, nhiều cay gì lựa ngay đây nè, đó nó có để chữ nè. Nếu không có thì mình mua mấy cái thứ này mình trộn vô thôi. Đó, mua ớt, mua đồ. Rồi. Cái này loại không cay, medium hả? Thôi kệ, thôi khỏi quay mệt, nói vậy hiểu rồi. Ok. Bắp rồi chưa? Rồi xong không? Hết rồi phải không? Mình sẽ làm một cái sốt, anh phải nói rằng mình làm đồ ăn Hồng Nguyễn, Hóp Nguyễn. Ê khoan, chưa thiếu cái giấy nữa đâu. Cái ráp á. Đây. Ờ, à, quên cái này quan trọng. Mình bên này á nó tiện lắm, mình ra ngoài mình mua sẵn mấy cái này nè. Nó có sẵn nè. Thì cái mình loại này mềm, nó có loại giòn. Mình nhà mình thích ăn cái này thì mình mua cái này. Một cái gì nó có như 16 miếng trong này hả? Tùy. 10 miếng, 6 miếng. Cái này 16 miếng nè. 16 miếng. Đó có chữ nè. Shop ở đây nè, thấy không? Có chữ cứng. Đó, nó để là shop taco, thấy không? Đây nè, hiểu khác nhau. Ủa, nãy giờ em giới thiệu bên gì? Live
Cái này cũng là shop luôn. Ok. Rồi, xong, để qua bên kia đi. Taco. Burrito. Same thing. Thịt bò. Chắc cầm ấy. Cái này củ hành. Rồi, cà chua. You can't see it. Mà đang giới thiệu cho ba. Ba qua chưa? He already got that. Cà chua. Đậu mà nó nấu nó nêm nếm rồi ha. Có thịt heo. Rồi quên. Không có, không muốn cắt ra nào tỷ nó ngon hơn. Cái này là cái bánh để cuốn. Bánh nhỏ, bánh lớn, tùy ha. Nó có chữ nè, cứng với mềm, mà mềm cuốn ngon hơn. Cứng tùy người thích. Đó, Phương Trần choi. Phương Trần đi chơi còn choi nữa. Hai hiệu ha. Nó có ớt mẻ nè, nó cay lắm, chua cay nè. Thấy này đại chữ không? Cái này nó chua cay, mình muốn mình cuốn thêm nhưng mà ăn với cái loại này cay lắm. Đó. Ai muốn làm món này thì vô coi lại từ đầu ha. Nó có những gì giới thiệu hết. Em thấy không? Cái sốt thì đứng bên. Cái này cắt nè. Cái này cuốn một phao thịt là đủ ăn rồi. Một nhà ăn một buổi nha. Kim con nói mới mày bỏ gì vậy kìa. What do you do with the corn? I'm gonna microwave it with water. Okay. Nó bột quế giống như bột cinnamon. Nó có bột quế, bột thơm quá. À, cái này Kim cho mẹ muỗng cà phê. Mình rắc trước muối nha. Cái này là mình nêm cho vừa ăn ở nhà nên không có muối, Kim. Không có gọi là gì đâu. Chút xíu thôi. Không thấy không? Thấy mà. Cái nó vừa ăn thôi đó. Tại vì cái sốt mình có gia vị hết rồi, không có ướp nhiều đó. Đường. Thấy mà. Đường. Anh. Đường thì ướp nhiều không sao. Kim. Đường đâu. Nó lớn mình cút mình đang nghe. Con là con vịt mà. Rồi cái bột này mình cắt củ hành mình lên xào thôi. Đầu chút xíu thôi nha, đừng nhiều. Bột ngũ vị hương phải không? Còn không là bột bột kho cũng được. Nè. Thấy rồi, thấy rồi. Đó, nhiều rồi con mà nó ăn chút xíu. Kim. Bột cinnamon quế. Cái một cũng giống. Hello, dear. Five something. Để mình lấy cái hũ cho mình lát nữa. Rồi trộn lên thôi. Rồi mình Kim đi lấy miếng bơ giùm mẹ đi. Kim cứ làm. Con nói xuống, con nói tiếng Anh đi. Bơ thì mẹ nói tiếng Việt rồi. Bơ cho nó thơm thôi, chút thôi. Trên thường thường cái món này mình chế mà mình ăn mình muốn nó thơm thôi chứ không có nhất thiết, không có giống cái tụi gì đó, người Mỹ người ta ăn cái món này ha nè. Mình làm là fusion thôi, ok.
Bây giờ mình để qua bên lát mình xào thôi, mình cắt củ hành ha. It's not fusion, it's our version. Fusion would be two different. Chị không chịu nữa, Mexican word Vietnamese. No, it's not fusion. Kim, rửa hai dây cà. It's not fusion. Ok. Rồi, Kim đi rửa ngò để cắt. Bây giờ mình đây mình cắt hành nha. Ồ, cái này cắt thớt thì cắt hành không được. Thớt thì khổ, cắt cái cây, cắt bơ. Mình đổi thớt cắt hành. Mình nói cắt bơ nó hôi lắm. Rồi, mình để hai dây cà để thôi. Con rửa ngò nha mẹ. I've done it beforehand. Đi bỏ vô thao á, rửa. I don't know if they call it, I forgot too. Cilantro, trời ơi. Còn quế là gì? Cinnamon. Ừ, cắt ngò quả dưa không sốt. Còn rau quế đó hả? Basil. Ừ, nó có chữ đây. Trời ơi. Rau quế cắt nhỏ, ngò cắt nhỏ. Củ hành cắt hạt lựu, đoạn mình xào với thịt bò đó. Rồi mình để mớ ở ngoài ăn với cà chua nữa. Kim lấy cái thao lại đây mà bỏ rác nha. Cái thao nãy còn để. Kim dẹp củ hành. Kim, tao đặt cho mẹ hai cọng rau quế. Bơ là lá xào, cái này lá xóm đổ vô. Con đi rửa cho mẹ hai trái dưa leo cắt lụ đủ rồi ăn rồi. Wait, one thing first. Thì mẹ nói trước khi con làm. I can't remember. Thì không biết hỏi lại. Nè em xiêu đây chút cho anh thấy ha. Cho đứng đó rồi. Chu thôi. Hả? Ừ, con lặt nó ra từng lá cho mẹ. Where do you put it though? Thì con lặt ra để đây cho mẹ. Để mẹ cắt nha. Lặt để đó đi. Đây rồi. That right here? Thì qua đây lặt đi rồi mẹ để qua đây cho mẹ cắt. Để đây nè. Chị hai lặt lá luôn nha chị hai. Dẹp cái này qua, che hết rồi. Xuống. Hôm nay món gì vậy kìa Kim? Món gì? Burrito slash tacos. Là món... Món người Mỹ. Món người Mỹ. À, thịt bò nó xào ăn với cái này á. Nhưng mà rất là ngon. Vừa cay, vừa chua, vừa ngọt, có đủ hết. Oh my god, con mắt em chạy nước mắt rồi đó. Cái này nếu có củ hành tím á, thường người ta ăn giấm á, bỏ vô nó ngon lắm. Hành tím lớn á cay. Giờ lại cắt hành vô khác hả? Cắt cái này là xào vô cái miếng thịt cho nó ngon, nó thơm. Còn ai muốn xác hoặc lụ xào cũng giống nhau hết. Nhưng mà mình thích ăn cái... I want fresh onions. Cái này là ăn... Put it in mommy, save some fresh onions. Thì cái này của là cái cà chua đó con, còn cái này bên xào. I don't like leave onions inside. Mẹ đã biết rồi, nó nãy giờ tới đang nấu đây mà con biết cãi. No, you don't put it in. You put it in like meat. Em nửa củ mình xào như đó không đủ ăn, ăn cái này ăn nhiều ở đây. Cái loại hành á mình xào chín, cái loại hành xào sống với lại cà chua mình trộn thành một cái sốt. Rồi con lặt hết chưa? Con dẹp cái này đi, con làm xong rồi con dẹp đi. Ồ, không tên coi hả? Coi con sẽ lấy một cái tô để mẹ pha cái sốt cà chua cho con. Em lấy cho mẹ cái tô, lấy cái sốt để mẹ pha cà chua. Ồ, hồi nãy có cái bơ hả? Đưa bơ đi coi coi. Bơ đây, mình chuẩn bị bột. Không, cái bơ kia kìa. Không. Cục bơ á. À, cục bơ để xào thịt bò cho nó thơm chút. Ồ. What sauce? You never have sauce. Giờ mẹ chỉ cho con làm sốt. Còn cái muỗng nữa. What sauce? Rồi. Sốt giống như mình, nó đi tiệm mình múc á, nhớ không? Cà chua với củ hành nó bỏ đó. Nhưng mà mình làm cho người ta tiện thôi. Chứ ai ăn riêng thì ăn, con hiểu không? Nhưng mình rồi. Cái này rau quế cắt nha. Cái này mọi người đó đang thấy riêng mẹ cắt. Cái này nửa củ con ráp lại cất tủ lạnh cho mẹ. Đó, có đây tử sai nó làm lẹ hơn chút. Hai miếng chừng gì đó. Xa quá, đang cay mắt nhìn không thấy. Chưa
đẩy rồi. Mình chỉ lấy món này. Cái rau quế nhiều nó thơm nha, nhưng mà Liên cắt cái này. Rồi, nhà để qua bên lát nên bỏ vô cái con này luôn bây giờ. Chỉ cái pha sốt. Con thấy không anh? Cilantro. À, làm món gì vậy chị? À, taco burrito. Bữa nay mình làm burrito. Món taco. Ở gì nữa? Burrito. Ăn 2 trong 1. Ăn 2 trong 1. Nói chung là thích ăn gì ăn. Mọi người coi từ đầu sẽ thấy Liên share mấy cái hũ đồ đó. Kim, bây giờ con khui 2 cái lon này ra đi. Đi, đứng lên. Lấy 2 cái tô cho mẹ. Mẹ Hâm quay chỉ cho ha. Đó, bây giờ để qua bên sẽ pha cái sốt liền. Wait, what did you want? Cái tô mà hâm được microwave á, để đổ 2 cái đậu ra. Cắt luôn như leo à. Dạ, em cắt liền. Bánh chua cái đó. Nó phải ra một cái món. Bỏ vô cái tô đi. Cái tô đó không có quay được. Chứ sao cũng lấy làm thành cái sốt vô tô mà. Bỏ vô tô đi. Ừ, rồi con lấy 2 cái. Anh thấy cắt cà chua không? Thấy. Ok, vậy không lát nữa mình làm không. Cái này cà chua cắt hạt lựu nha, nãy giờ. Con khui con bên này, chỗ ba mẹ quay phim mà. Rồi, con khui cái lon này trước đi, rồi ba quay. I'm gonna break a nail. Đi quan sao chị rồi, cho con em giúp em. Có con gái khổ ghê. Khi nó khui cái lon, nó kêu là hơi bóng tay đó. No, it's gonna hurt. My nail's too long. Mẹ làm được. Rồi dục hai cái đó đi, mẹ cho ba con cái này. Rồi ba quay đi ba. Mọi người thấy cái đậu này không? Chắc là phải bỏ máy lên. Thôi đưa cái hộp mình thấy rồi. Lát nữa quay cái đậu ha. Rồi khui luôn cái hộp này cho mẹ. Mình lấy cái đồ khui, khui cái hộp đó. Cái đậu đó nó nhỏ, còn đậu đâu đó. Cà chua cắt nhuyễn ra. Cà chua cắt nhuyễn. Để mình bỏ vô cái nước đó, nó ra cho chua ngọt ngọt đó, cay nó ăn nó dễ hơn. Mình làm cái sốt. Rồi, bỏ vô. Problems with left-handed people. Ở đây, ở Pháp thì mới đổi nick Facebook. Hàng gì, thấy không nhớ. Ở Pháp có hay ăn món này không? Oh my gosh. My arm's not as strong as my left. Finally. Đậu à. Đó, thấy đậu không? Nhưng mà ngồi bên này cũng thấy ít có ăn lắm chị ơi. Mà có bán mấy cái loại hộp này không? Thôi được rồi, đi quên đi. Với lại mấy cái bánh cuốn á. Bữa nào mua về cuốn ngon á, mình làm theo cái kiểu người Việt Nam mình, nó vừa ăn á. Nó không có lạ miệng. Nó không giống như nó không có khác lắm nhưng mà ăn được. Em bắt cho em cho con bò. Bây giờ bỏ hai cái này vô microwave cho nó nóng. Còn không có microwave mình hâm nồi á. Nhiều lứa giá nhỏ đó, không nó dễ khét lắm. Tại đầu này nó hầm mềm rồi mình ăn á thì mình hâm cho nó nóng. Giờ con đi hâm hết đi. Con ráp hết nha, hâm gãy nóng lắm. Mình mở ra nóng một phút. Con ráp lại 2-3 phút đi. Để chút nữa mình quay cho sang. Cho 4 minute đi. 4 minute hả? Để lát nó ra nó vẫn còn ấm ấm. Mình ăn ngon con. Đậu của nó bán ấm ấm. Rồi, cà chua xong rồi ha. Rồi, cầm lên cho anh ta coi thành phẩm rồi. Có chị, bữa nào ăn thử nha. Nếu có thì bữa nào làm thử. Dưa leo cắt riêng nha, không trộn đây. Bây giờ em sẽ làm một cái cà chua nè ha. Mọi người thấy không? Cắt nhuyễn rồi, đã dính ngò thôi, không có gì hết. Đây là củ hành cắt hạt lựu nè, thấy không? Hình như bên em nó chói quá cái hướng này nè. Cái mướn này nhà đổ ở đây đó. Thường nó làm có chua nữa. Mình ăn đồ xong. Mọi người thấy không, video chị xong cho cần thử rồi đây. Giờ mình trộn này lên là bỏ đầu mình bỏ mấy cái rau này vô ha. Rau quế với lại cilantro. Quế với ngò. Ngò. Kim cho mẹ xin cái muỗng nhỏ nữa.
Cho chút xíu dưa leo nữa, nó mới thơm. Không, dưa leo để riêng ai ăn. Hey Johnny, how are you doing cameo? Hả? Kim dọn đồ khui không? Bây giờ ở nhà này ăn cay được không? Mình sẽ đổ cái sốt này vô, Kim lấy cái tô này chụp. Cái này nó nhiều quá. Đó, mình sẽ làm một cái sốt giống ở ngoài tiệm sẵn vậy đó. Ở ngoài tiệm nó bỏ riêng hết á, mình ăn có mình lấy gì nó cho riêng á. Còn ở nhà bắt đầu chuẩn bị mình ăn nên mình trộn luôn á. Cái lạc. Đây cái này nữa là cay chút xíu nè. Đứa nào nó ăn được ăn, không ăn được thôi. Ai khác. Rồi. Trộn lên nè, mọi người thấy trộn không? Nhìn như cái tô mới thấy là bấy. Đó. Trộn lên. Em đói bụng nè, cái đó đó hồi mình trộn với hai cái sốt này ăn là the best. Đó, sốt này mình sẽ đổ ra cái hũ. Đủ là sở hữu mỗi lần ăn mình để lên ha. Thơm quá. Thấy không? Thấy là một cái. Trời, nóng quá cay mắt luôn. Thêm nữa nha. Thấy không? Thử nó cũng có ớt mễ à, cũng có cái ớt chua này nè. Nhưng mà mình có mua riêng nè, ăn cay thêm thì ăn. Nhưng mà mình mua này nó tiện hơn, nó có đầy đủ hơn. Nó trộn sẵn muối chẳng rồi, da đường rồi mình khỏi phải trộn muối đường, nó đều rồi. Ờ, cái này dưa leo nha. Thấy rồi chị, ok. Dưa leo mình cắt học. Lấy cái trái dưa leo đưa vào đây coi, không giống dưa leo kia đâu, loại nhỏ nhỏ nữa ngon, dưa leo Nhật á. Dưa leo này là nó không có ruột á, nó là loại Nhật. Nó đó. Có ruột mà không có già, cắt ra cắt làm đôi ra thử cho thấy liền. Nó không có hột á, cho nó nhiều nè, nó có hột lép. Đó, loại này giòn ngon lắm. Cái này cắt hạt lựu. Nếu ai muốn cuốn cái này á cắn công lắm, mình cắt hạt lựu cho nó nhìn nó dễ cuốn. Trộn chung sốt dễ ăn. Thôi, em để riêng nè. Sốt cay con mấy đứa nhỏ nó không ăn được nữa. Chị đi hâm thêm đi con. Mấy phút rồi? Rồi làm thêm này nữa đi, 4 phút giống ba nói rồi, bỏ thêm 2-3 phút cho bắp nữa rồi đem ra. Nên mọi người ở đầu sẽ thấy mình. Rồi bơ cũng làm vậy luôn xong. Mình không cắt lát cũng được, tùy. Nửa này nửa kia đi, trái này trái kia. Ừ? Ai muốn gì? Cắt hai loại luôn. Cắt hai kiểu. Hạt lựu với dài hả? Ừ. Tại vì có ai thích ăn nhiều thì để dài. Bơ ăn này nó thì... mỏng vỏ lắm. Thấy không? Đưa ra cho coi, đưa vô, đưa ra vô, đưa vô. Here we go again. Taco slash burrito. Our family version. Yeah. Món mễ taco có nghĩa là nó giống như là đồ cuốn của mình vậy đó. Nhưng mà nó cuốn không phải là bánh tráng của mình mà nó bánh tráng của cái loại bánh của người Mãi. Bánh tráng là bột mà gạo gì đó. Làm ra cái bột nó làm cái bánh đó. Mình bánh chén là gạo, nó cũng gạo mà gạo luôn ấy. Rồi. Cái bột này, cái vỏ này nó mỏng quá, mình không có làm cái kiểu gì được. Cái mầm ấy. Here's a sad baby. Không sao, cứ lấy ra đi. Anyway cũng cắt mới hộp lụ mà. Ừ, còn cái trái kia lát xuống hay bằng cái kia. Tại nó mỏng quá, bình thường cái vỏ dày dày á mình sẽ làm được. Đây nha. Thường thường ở ngoài mễ á, ở ngoài tiệm á, nó sẽ xay ra thành cái nước sốt á.
mà mình ăn cái đó thì mình không có đủ độ béo, không thích thấy đã. Bơ ngon quá ha, mình mua nó mỏng dở, nó dẻo. Is he about to fall asleep? Is he falling asleep? No, em còn mở mắt không? Chết rồi, nó bụng mà mẹ đang làm đồ ăn nè. Chừa miếng xin lông xin tô bơ lên chứ luôn. Rồi. Chán nữa nha. Kim rác quế vô tủ lạnh con. Ủa, Kim bận rồi hả? Lấy cái đồ cắt cái bơ. Đâu có thêm. Yeah. Dĩa này là dĩa đá. Cái này nó có bán đồ cắt bơ miếng á. Là mình không có cắt hạt lựu á, mình mới cắt kiểu kia. Bây giờ mình cắt miếng này nha. Bà đang quay nãy giờ. It's ok. Nè, cắt đôi cái trái bơ ra, anh thấy không? Thấy. Trái này cứng nha, trái nãy chín hơn á. Nè đó. Dạ, 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 nói chuyện. Thấy không? Mê quá, để gần lại. Mê quá đó. Bây giờ đây là cái đồ mà nó bán. Khoan. Rồi. Thấy nó bằng không? Làm đi. Thấy mọi người thấy không? Cái vỏ mỏng đỡ nha, tại cái loại này vỏ mỏng. Cái trái này nó chưa chín á. Kéo nó hơi mạnh chút. Cái trái này chín rồi. Can you move the jalapeno? It's in Johnny's face. Để xuống cái thớt á, mọi người thấy. Tại cái này nó cứng hơn, kéo vỏ mỏng nó không chịu đi nữa. Cái vỏ mà là bơ tím á, nó sẽ đi. Nó cắt xuống thôi, bây giờ mình đẩy. Trần vô tay. Đẩy cái kia nó sẽ đi ha. Cái dày vỏ mỏng á, mình lột cho mọi người coi nè. Tại nó mỏng nó cứng á. Còn nếu có vỏ kia đó, mình sẽ kéo vậy nè. Rồi kéo qua luôn ấy. Ừ. Nó không có đi nên nó bị cứng, bơ nó chưa có mềm lắm. Nó thành miếng, nói chung cái này dễ làm lắm, người ta chế bơ đây nó hơi cứng. Rồi nét rồi. Ê ê ê ê. Mày bữa chế bơ kia nãy ngon, giờ cắt, cái kiểu này. Hai chị em dễ thương quá. Bơ béo. No, he keeps crying and I'm hungry. Con giao em đi con mới nấu được, sao con nấu? Con làm biếng quá, biết nấu không chịu làm. Oh, I'm just a face. It's so baby Johnny. Was it actually cooking? Cái này là đậu làm nóng rồi nè. Anh, phải quay cái này là bỏ cái này vô trước. Kim đợi cái này dầu nóng bỏ vô thôi nha con. Xào. Mỗi lần xào á là chỉ xào bao nhiêu đây thôi nha. Một giá nữa thôi, đừng có xào nhiều nó chảy nước thịt bò. Chảo phải nóng nha nha con. Cho dầu chưa? Chưa, được, chút nữa nóng rồi bỏ vô bỏ. Rồi cắt sẵn miếng bơ sẵn. Ta mẹ xe với mấy người Facebook những mấy người cứ quay phim. Trời ơi, nó còn khói đi với không khói đi nữa, thiệt tình. Dude, my nails look too easy. Bơ này là mình ăn nhiêu mình làm thôi nha. Hết, 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 bao nhiêu hết. Is that it? Is that it? I think it's hard enough. Do you think it's hard enough? Chưa đủ không? Để mẹ xe với mọi người đây. Bây giờ cái bánh này á là mình phải để cái lửa gì vừa nó nóng thôi, rồi mình dặn lửa số 2 nhỏ xíu á để mình để ấm ấm á. Mình để cái chảo đó khi ăn quấn á là mình mở ra mình bỏ nó nóng rồi mình quấn, chứ không có quấn nó không có làm nóng liền nha. Trên cái chảo cũng phải bỏ 2-3 giọt dầu rồi bỏ nó đi đó, là... chứ không là cái giấy nó khô lắm, nó bị giống như giòn đi á, nó không có nóng á. Rồi anh phải cắt cái đầu này. Lo xào thịt chứ đi, chưa đâu, cái đó chưa tới đâu. Em biết mà nào, cho mọi người coi nó hết rồi. Thấy không? Lát nữa bỏ vô cuốn. Đưa từ từ. Chậm yên đó người ta mới thấy. Quơ quá. Em cho người ta thấy lại. Nóng rồi nè, khói rồi kìa. How much oil do you want?
Dừa thôi, còn bơ đúng không? Nhiều rồi. Rồi. Thả bơ vô đây nè, bên này nè. How much? One? Yeah. Or both? Dít một cục vô. Now what do you want me to do? Làm cho nó chảy đều ra. Kéo tay lên. Bơ không. Sao? Bơ sao? Oh, now it looks burnt. It's okay, không sao không? Bên thì nó đen. Rồi, múc thịt bơ vô đi. How much? Múc một muỗng vô, đã nói trước rồi. Muỗng vô. Mình cầm nguyên cái đó qua. Trời ơi, kim hay là kim? Muối. Nữa. Chị Diễm Kawano, em đang làm. Đảo nhanh tay. I'm trying to smash it up first. Không sao hết con, thịt nó chín. Tại đã nước rồi đó. Sao, ok. Bỏ vô sao, bỏ vô trước. Một lần làm là ít gì thôi phải không? Ừ, không thấy nhiều không? Hai chị em đang làm món từ tất cả. Rồi. Chưa đâu, phải cho chín chút. Còn sống. Ok, một cái giá đó xào một phút á, đúng một phút á. Chín thịt bò. Đúng một phút á. Đâu coi coi được chưa? Được rồi. Đổ ra. Đổ ra tô, đổ ra tô, cầm nguyên cái đó đổ ra tô. Lấy cái này hết. No, I can't. My hand. Đổ vô, đổ vô. Trời ơi, con ơi là con. It's because it's too heavy for me. I already know, I tried it before, it's too heavy. Chị ơi, em đang làm món taco burrito. Rồi tiếp tục. Oil or just butter? Oil. Come here. Come here. You guys aren't telling me this anything. Nó no, không ăn gì không? Đúng rồi chị ơi, tắt cồ rồi cơ. Đèn nó thơm lại không? Con mình nó, cái này không phải là đồ của nghề của em. Tại sao lấy cái đồ nghề này lấy khác hết chứ? Thấy miếng thịt về nó mới thơm nè, thấy không? Cho tôi đổi đồ nghề đi. Thơm quá mẹ ơi. Cái dầu á, cái bánh á, thấy không? Bỏ nó qua đây cho nó chảy nữa. Rồi lát mình nướng nó kia. Thấy khói nó lên không? Đó. Rồi mình dứt chút xíu bơ sau cùng để nó nóng chứ. Mình có nhiều quá. Hà tiện bơ là không có thơm đâu nha. Nhưng mà lấy bơ đừng lấy loại mặn nha. Loại mặn là thôi thua đó. Ồ, thấy rõ hả mọi người? Em sợ không thấy tại mắt xào đồ ăn rồi. Cái thịt này á, có thể người ta làm mà cái kiểu giống như là giống như lúc lắc á, nhưng mà nó nhỏ hơn lúc lắc nó chút xíu như vậy nè. Xong người ta ướp á thì xào nó vẫn ngon. Nhưng mà có con nít á, nó ăn cái này á, nó thích hơn. Đó, khối vậy đó, nhưng mà bỏ bơ nè. Thấy không? Tôi để anh kia lát làm nó ngon thịt, cũng thơm. Thịt á mình ướp trước rồi để khỏi phải nêm nếm trên lò đựng lát nữa, mình không có bị mặn ngọt á, thấy không? Chứ không phải là ướp cho nó thấm đâu, mà tại vì mình bỏ lúc mà chảo nóng mình cần đảo liền, mình không có. Thôi thôi ngưng ngay làm hành đi, rồi tôi tắt để cho phong clip của tôi. Không được, còn có một cái nữa. Hành vô nó không có đi cái hành này nữa. Để nó nấu lên lại. Để mình bỏ xuống, nó không có gọi là gì, nó thơm miếng thịt á. Đó, bây giờ bỏ bơ vô nè. Tại không có bỏ bơ trước đó là nó chảy nước ra đó, thì cái thịt mình nó không có thơm, nó không có cái mùi khét á. Tại bơ nó sẽ ra thành nước. Nên mình phải bỏ bơ sau là để cho nó áo cái thịt mình nó không có bị khô thịt với lại nó thơm.
Xong rồi bây giờ mình xào hành nha. Hành mình cũng xào với bơ đó, nó thơm á, cho nó đậm đà nó ngon. Ủa cái gì vậy? Mình mở một cửa sổ ra. Bây giờ mới xào hành đổ lên cái phần riêng á, chứ không có xào chung với thịt bò đâu. Cái này gọi là hành xào chín á. Thấy không, cái hành này nó sẽ bị cái cháy của bò, nhưng mà nó thơm lắm. Lát mình ăn nó không dính vô gì đâu, mình nó sợ nó cháy. Nhờ cái mùi thơm đó mới ngon chứ. Một chút nữa mình rớt mấy cái đó xuống mà mình ăn được. Vẫn để lửa lớn. Nè, chắc chút xíu nước này vô nè. Đợi chút em bỏ bơ nữa mình nó ăn. Nước đâu, em xào ráo quá trời nước đâu. Được rồi. Thấy nó đổi màu vậy nó ngon. Thấy không? Quên mua cái củ cải tím. Đã đỏ ăn, cái món này của nó ngon. Nãy đi chợ mà quên. Này có món nữa mất tiếp. Thấy không? Thịt bò thơm không? Rồi, để cái sốt này nha. Này nước đậu em đổ bớt nha để thấy cái nước. Rồi đổ đi. Đó, lấy muỗng nhít vô, mình bày đồ ăn cho nó nhìn nó hấp dẫn chút nha. Muỗng này lớn, nó lát lấy cái muỗng nhỏ, mọi người đợi chút cho quay cho hết mọi người thấy nha. Nó hơi đổ rồi nên tự nó bán cho mình nhiều quá. Thấy chưa anh? Cay lắm á nha, đừng có giỡn. Cả nhà đợi chút nha, làm xong cho mọi người thấy tất cả mấy món luôn. Thấy chút lẹ mà hơn hả? Không có gì lâu đâu. Cái dĩa này khó cuốn lắm ba. Cái đổ dĩa cho. Dĩa đó thì dĩa này dễ cuốn hơn nè. Không phải giới thiệu họ là cái gì trong đó, mọi người cái đó là cái gì. Không nhìn thấy gì biết gì đâu. I'm not either. Con để thẳng xuống lại nha. Bữa nay mình ăn của mình là mình ăn miếng bơ mình để thôi, còn nếu nhiều người muốn đánh nát thì đánh. Món này cay lắm, món này nãy Liên là chỉ là... Chỉ cho vài giọt dầu thôi nha. Có cái cà chua tươi đó, với lại cái hủ sót mình mít nó vô với ngò với đâu. Trở đó. Rồi đẩy tiếp nghe. Rồi đẩy ra chút xíu là vừa. Đúng rồi, bơ là một cái đồ gì. Minced green. Nhưng mà người ta hay xay ra lắm. Để người ta để là cái sốt đó. Rồi đẩy đây khoảng chừng 20 second nó nóng lên đó là lấy ra được rồi. Nó ướp mẻ, nó xay sẵn thôi. Nó làm cho cái chả nó nóng lại, nó không có thành gọi là giòn á. Nếu ai muốn ăn bánh giòn thì ăn, thấy không? Đó, nó nóng là... Giòn đâu ăn được. Bắt buộc phải cho chút xíu dầu cho nó mềm mềm lúc mới quấn được, không nó cứng ngắc à. Thì em đang nói là vậy đó, là cái thứ hai mình lâu lâu mình mới để dầu chứ không có để hoài. Anh hiểu nó nóng lắm nha, đừng thấy Liên móc một bọc theo. Nóng rồi đó, bây giờ Liên bỏ qua cái này cuốn. Ai cuốn trước? Chị hai cuốn trước nha, để mẫm em nữa. Ok. Thôi bà làm đi, bà làm cho nó thành luôn đàng hoàng để ngưng. Ok, vậy con cuốn cái này đi, mày lấy cái. Nói chung cái bánh này nè là mỗi một lần bỏ vô đó là ít nhất phải bỏ 2-3 giọt dầu, còn không là không có ăn được đâu. Cãi không à, trời ơi. Lần bỏ vô, bỏ đúng vô. Rồi. Every 2-3 times. Dạ, chứ bỏ thường xuyên nó ấy lắm. Nó nhão quá. Mày ngồi quay cái camera lại, mày cuốn. Xong cái này là con muốn làm thì làm để cho người ta ăn cho rồi, người ta ăn lắm. Cái này mình mua ở ngoài về á. Thì nó có sẵn là thịt ha. Hành ha, thịt mình để một lớp. Can we get ready? Thì tụi con tự làm, thấy không?
Faster, mommy, my hand's gonna break. Oh, Út, đứng lấy cho mày đôi đũa, Út. Hey, yes, cầm đôi đũa. I'm stuck in the middle. Hey, he's gonna drop it. Actually, mom, I'm stuck here. Oh, no, you're not stuck. There's a chair right there. There you go. Mình đây không? Mình ăn chung chỗ nha, tại vì mình đang ăn chung gia đình. Bắp. Ừ. Thấy không? Cái này cuốn nhiều cuốn ít tùy mọi người thôi à, ăn gì cuốn nó bơ. Đi thích ăn bơ. Đó. Kim. Cuốn miếng cũng được. Kim, con quay từ nguyên khúc này qua luôn. Được Hương á. Hương cầm đi Hương. Rồi. Cái này là cái nãy mà em đã trộn rồi, mọi người thấy không? Đó. Có ngò, có rau quế rồi nha. Kim, không phải xay cho người ta thấy không? Xong chưa? Chưa. Chắc cái rắc cái sốt lên tôi chụp nghe. Đậu nữa. Ít thôi, nhiều quá. Cái này em ăn mà. Mọi người thấy không? Đây okay, bao nhiêu thì làm nha, này Duyên chỉ làm tượng trưng một cái thôi. Mẹ ăn mà, sao con nói nhiều quá vậy? No, I said you can't hold it. It's okay, để mấy mày làm. Nhưng mà đúng ra là không nên để nhiều vậy, khó cuốn lắm. Này mùi với đồ mà. Yeah, but you can't fold it. No, rồi, rồi đất đỏ vô. Rồi, thiếu. Cái tên đi, cắt cái chanh đi tên. I can't, I'm stuck. Ok, chờ đi, một phút nữa lên với chanh nha. Giới thiệu mọi người là món này có chanh nha. Can I get the avocado? Con tự làm. It's too far. Can you read comments? Someone just says avocado. Bơ. Someone say avocado. Chanh. Sauce. Someone already did. Really? And this is all cool. And what is it? What else is there? Thấy không? Ngoài tiệm. Chiquitos, what is it? Huh? Đúng rồi, nhìn nó cũng không được. Nhìn là biết rồi. Chạm chốc, chạm chốc, đừng có la nữa. Đẩy vô. Mở thêm chút thôi, một nửa đó thôi là dễ quấn lắm. Về sao quấn? Bữa đó nó bị tồ mà bự mà. Ok mãi thôi chứ không nghĩ là mập của ghế. Đúng là bự luôn rồi. Rồi. Nó mì làm mất mặt bột cua quá. Thấy không? Sorry mọi người, nó bự quá. Tại này mình ham quay cho đẹp ngon. Ok, Hương, con để lên con quay cái mì này giống cái gì nè mới đẹp nè. Mới thấy nè. Hương thấy chưa con? Thấy không? Kim đọc tiếng gì được không? No. Đi. Đọc đi, đọc thử đi coi. Kim. Ăn thấy không? Dắt canh vô nha. Rồi cho chút xíu sốt vô. Sốt vô nữa nha, tại nó nằm ở dưới, cái này mình ăn liền tại chỗ nha. Cay lắm. Cay lắm á mọi người. Ăn nha. Ngon quá. I'm dying, I'm hoping that you eat this food. Cái nhà ăn đã vậy. You did mine too crunchy. Oi, it's... What the heck? Món này nó có không? Của con giòn quá. Giòn quá, để lâu quá. Để lâu quá mình chán. Hey, someone go get the other one. It's too much. Bỏ xoay lại như đó. Ở đây. Sorry. We better you. What? You just want to sit there. I hate you. You're doing this. Em mình. Con là mẹ mình. Chị thấy ở ngoài đó là mùi mạnh quá không. Chị làm thử cái đầu tiên em nói đó, nhẹ lắm mà nó ngon lắm, nó không có nặng mùi chị. Mà mình ăn rất là ngon. Nhưng mà làm thịt bằm này là làm biến đó, làm thịt kia mới ngon. Máy bay không tên. Không sao đâu, tại vì đi xe còn nếu không hiểu. Mọi người thấy đơn giản không? Vấn đề là mua được cái đồ của nó. Kim yeah. Ăn đi, giỡn rồi. Sorry, but someone made it too hard. Đó. Tại hồi nãy để đó, lâu đó, trên chảo rồi nó cũng, mọi người phải để ý. Để vừa ấm là lấy ăn. Lắm ăn bắt đó con. Khác cửa không lạnh thôi. Thì con lấy giấy chùi giùm mẹ. Lấy ra ăn cái mà không? Nào.
anh Chính đang làm một cái nè. Anh Chính đang muốn xấu quá vậy mà. Đó nó ấm rồi nè, không chặt lại cái nữa. Thấy không? Thấy không? Thấy nó phồng phồng không? Là vừa rồi. Ok, qua đây. Excuse me. Chặt máy lên. Chiếc cuốn kìa. Ok. That's too much. I don't know. Oh my. You're... Anh cho nó cuốn quay hả? Ừ. Chua. Ừ. Nó quờ đó. No. Why your head? Okay, okay. When you got your hooves busted? Ủa, đổ rồi. Đổ đây. Mommy, mommy, what are you doing? Ừ. Nè, coi nè nha. Để chip cuốn nè nha, để cho. Chip bỏ gì nãy em nói về chip. Ủa, anh. Con quay cái tay anh hay quay mặt kìa. Tôi quay này thôi chứ quay tôi làm gì. Như nữa anh ra vô bóc cái tay. Chip đẹp trai quá. Chip rút râu một cái nha. Ừ nha. Trời, anh Chính. Anh múc giống em thôi. Anh còn nhiều thịt hơn em nữa. Mà tôi quấn được, mà quấn không được. Cái áo anh Chính. Không. Jalapeno. Anh ớt á, ngon lắm anh. Ớt chua chua. Còn nó nói ớt chua chua này ngon nè. Nè, nhìn nè. Nè. Lên. Tăng 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 tăng. Thấy chưa? Rồi, bà biết đâu. Tăng 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 tăng. Tôi đang dùng không? Thiên Lan bắt không? Okay. Chanh rồi, cho miếng thôi. À ha, bơ bắp có chưa? Ớt, ớt chua có chưa? Dưa leo có chưa? Thịt bò hành, hành xào có chưa? Hành rồi. Rồi luôn. Ok, cho thêm chút xíu này đi cho ngon. Không biết nha. Ờ, cái đó anh bỏ rồi, cho ớt vô luôn. Ok, done. Give me it. Đẩy lên. Give me it. Keep pushing my finger with some, dude. Thấy chưa? Sorry, em quay quơ quá. Rồi, xong. Yeah, cuốn nè. Cuốn hai đầu chưa? Một đầu đấy, hai đầu làm gì mình ăn mà. Đây, cho coi đầu này nè, thấy không? Cho 500 nữa chày lên. Ví dụ vậy. Đó, thịt nè. Ăn ớt chua ngon. Ngon không? Rồi em ăn chút xíu này. Đúng không? Xong chưa? Cho sốt vô. Đó, ăn lại cái cuối cùng thôi. Có cái đầu cuốn nhiều quá như Liên là sẽ bị rớt ra. Đó, ăn rồi, chứ chanh đâu. Vô. Chép, chép, chép. Thấy không? Rồi, mình cắn nha. Anh này chẳng sợ người. Wow. Vừa chua vừa thơm vừa cay. Oh, it's alright, it's alright, it's alright. Okay, okay. There you go. Hương. Okay, okay. This is super right for sure. Xong chưa, mẹ cái tên. Last one, I'm so done. Can you? No. I know. You know what? This is too hard. Bye. Once again, too hard. Bye. Bye. Coi quấn sao vậy? Không thấy gì. Okay. Watch it, deflate. Nó nhiều quá. How could you? You monster. You murder. That's how I don't get that. Help. You're killing yourself. Sao lại ngon anh em? Why would you? Nhấc chân lên. Hồi nãy á, em quên cái này trước. No more lemons for this one. Bởi em dở. No more lemons for this one. Tổng cái này không? This first born child. Yeah. The bank was gonna be my first born child. Yeah. It was so arrogant. Đào được rồi đó, ai ơi. Trời ơi, Kim muốn ít quá. Look at Johnny. My videos have been okay. He's like, play the video for me. Mommy has copyright infringement. Kim đây coi. Còn không sách mà không trang máy sách luôn. Copyright makes everything boring. Okay, mở lại. Mở cái nó kìa. Rồi. Sắp tàn cuộc rồi.
chưa? Nhỏ đang ngồi yên. Lẹ mà hơn ha. Không có gì lâu đâu. Chưa, được. Cái dĩa này khó cuốn lắm ba. Cái ô rồi. Cái này đâu dĩa. Dĩa này dễ cuốn hơn nè. Không phải giới thiệu họ là cái gì trong đó, mọi người cái đó là cái gì. Không nhìn thấy gì biết gì đâu. I'm not either. Con để thẳng xuống lại nha. Mình này không có rau nhiều ha. Thật ra mệt rồi. Đứa nào lấy lấy tương nha. Kim này làm tương phở. Ngon tương gì nó lộn. Tương gì kia tôi còn biết. Thưa sếp đi. Hủ ớt đâu rồi? Đúng rồi đó. Oh, ok. Để mình thử nó. 1, 2, 3, go. Bữa nay là ngày thứ mấy, thứ bảy. Ủa mà bị lắc. Oh, you, that case has a stand. Đưa lên kiến là dính á. I told you yesterday. Trời ơi, máy rõ ra luôn. I like her focus. Con thử cuốn chút xíu ớt ớt vô. Yeah, cause she has a block. Nó làm cái nó chua chua. Rồi quậy nó lên. Để quay chị hai ăn cái gì nha. Nãy mày quên để tựa rồi. Ồ, ngon quá. Để mày quay gần cái cuốn thôi. Chết rồi, chết rồi. Hình như nó bự quá, nó chưa rõ làm sao bấm cái vô. Press it in. Ồ, hai chị cuốn gì? Chị cuốn gì? Tôi cái dĩa chỉ coi rồi quay gì. Từ từ, mình đang ăn, chị lấy xuống rồi. Con muốn nào? Này lấy muỗng múc đi đừng có đổi chị hai tại vì it's so weird. Thì con quá khéo. Ồ, ốc cuốn kìa. Ồ, để quay dĩa này trước nha ha, đúng không? Mời cả nhà bữa nay không đi chợ thì có món món này thôi. Để xuống. À, ốc đang cuốn. Mọi người lên thấy chị sẽ xuống. Chắc tụi bị. Thì đã mấy nay con gái yêu cầu cuốn nhưng mà không có đi chợ thì có vậy cuốn mà ngon là đâu. Can you understand me? Bún bowl chén ngò thôi hả? Bowl thịt luộc. Ồ cái này đứng yên nó mới rõ. Cái này nem cuốn, em nướng dưa leo. Chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của tác giả Phùng Trung Chính, bài thơ mang tựa đề Xuân này con vẫn không về. Mấy năm con chẳng về thăm, con ở bên chồng, mẹ ngóng mẹ trông. Cháu con có vẫn như không, xuân về đến đến mẹ mong con về.
trong ngoài vắng lạnh buồn ghê. Giao thừa sắp đến mẹ tê tái lòng, phong bì mẹ chuẩn bị xong cho con cùng cháu đỏ hồng trên tay. Nhìn mà than ngắn thở dài, nước mắt lưng tròng giờ thấy đắng cay. Bàn thờ mâm cỗ trái cây, đôi dòng châu lệ ngắn dài đầy vơi. Mẹ già năm tháng với đời, cháu con trẻ dài, mỗi người một nơi. Xuân về nghĩ lại tình đời, còn bao năm nữa chơi với một mình. Lấy thêm miếng bắp chuối nè. Bắp chuối nè. Có trái ớt chưa? À, không muốn ăn cà tá nè. Cà đóng rồi ăn. Thêm đồ chuối. Còn nếu không muốn lâu cũng vậy á. Chút nó ăn bà cà với bà đậu với cái mỡ cá, cái mắm, hơi là một món ngon, cái mắm hủ có mà béo vậy, cái đó, cái mắm hủ có ngon.